Trong năm 2022, khi mà những chiếc cảm hình tuy đang có xuống giảm giá xuống nhưng giá vẫn đang rất là cao, thì liệu rằng mua một chiếc laptop hay mua một chiếc desktop mới là lựa chọn đúng đắn? Nhiều anh em đang rơi vào cái bài toán như thế này, là liệu rằng là nên mua laptop hay mua desktop nhỉ? Thế nên là hôm nay chúng ta hãy cùng thử build một cái PC với mức cấu hình tương tự với cả laptop và để xem là liệu rằng laptop hay desktop mới là kèo ngon hơn anh em nhé. Hãy nói về chiếc laptop mà mình đã lựa chọn ở đây đi. Đây là chiếc laptop Legion 5 đến từ Lenovo. Thì chiếc laptop này sẽ có cấu hình được chính là CPU Ryzen 5 5600H này, một thanh RAM 8GB này, DDR4 anh em nhé, và một chiếc cảm hình là 3060 đi kèm với đó chính là một cái ổ cứng 512GB và một cái màn hình là 165Hz. Tại sao mình chọn chiếc laptop này? Đơn giản là vì nó có một cái thiết kế khá là đẹp đẽ này, chất lượng build chắc chắn này, bàn phím ổn, màn hình ổn, và đặc biệt là nó là một trong những chiếc laptop rẻ nhất có mắc switch, tức là anh em không cần phải cắm màn hình ngoài vẫn có thể đạt được một mức hiệu năng rất là cao từ chiếc 3060 này. Đó. Và tất nhiên rồi, chúng ta phải build một chiếc máy tính bảng tương tự như vậy đúng không ạ? Thì đằng sau đây là chiếc máy tính bảng như vậy với CPU Ryzen 5 5600X này, 8GB RAM này, 512GB ổ cứng này, màn hình 165Hz, và do là mình lựa chọn chiếc cảm hình sẽ là 3060. Tất nhiên rồi, tại vì trong chiếc laptop này cũng là 3060 mà. Vì là mua một chiếc laptop ấy, anh em sẽ được tặng cả kèm với cả màn hình này, bàn phím này và cả chuột nữa. Thế nên là mình đã chọn là một chiếc màn hình 165Hz này, một chiếc bàn phím này và một chiếc chuột tương tự như vậy để đảm bảo có một chất lượng trải nghiệm tuyệt vời nhất. Rồi, liệu rằng hiệu năng chơi game có khác biệt điều không? Mình sẽ test ở đây đó chính là 5 tựa game, trong đó có Apex Legends này, God of War này, có cả Far Cry 5 này, Valorant và GTA 5 nữa, khá là đa dạng về các thể loại game khác nhau. Và trong đây thì chúng ta sẽ có những kết quả như sau. Với Apex Legends thì bên laptop chúng ta đạt được là 142, còn bên máy tính bảng chúng ta đạt được là 145. Far Cry 5 thì bên laptop chỉ đạt được là 76, còn bên máy tính bảng chúng ta đạt được là 113. God of War, một tựa game khá là gần đây, thì bên desktop chúng ta sẽ đạt được là 66, còn bên laptop chúng ta đạt được là 57. GTA 5 thì sao? Một tựa game khá là cũ rồi nhưng mà vẫn rất là nhiều anh em chơi. Bên laptop chúng ta chỉ đạt được là 71, còn bên máy tính bảng chúng ta đạt được là 116. Và cuối cùng thì là Valorant, một tựa game FPS, thì bên laptop có một mức FPS tương đối là cao là 144, nhưng mà bên máy tính bảng còn đạt được cao hơn, đó chính là 281. Qua cái bảng dữ liệu sau đây, chúng ta có thể thấy được rằng là cái sự khác biệt rõ ràng nhất giữa 3060 laptop và 3060 desktop thể hiện ở tựa game Apex Legends, khi mà CPU không được sử dụng 100% này và chiếc cảm hình chúng ta sẽ được gọi là tối ưu 100% về cái hiệu năng sử dụng, khi mà cái mức xung boost, cái mức điện boost của nó đạt lên là 125W và mức xung có thể tiệm cận tới là 1900, tạo nên một khoảng cách khác biệt không quá là lớn so với cả chiếc máy tính bảng của chúng ta, chỉ là 2% thôi. Tựa game God of War cũng tương tự như vậy, khi mà sử dụng 100% cảm hình, nhưng mà God of War thì đẩy chiếc laptop chúng ta đến tận đường cùng luôn, là nó sử dụng không chỉ 100% cảm hình nhá, còn 100% GPU, CPU nữa, khiến cho mức nhiệt độ ở trong chiếc máy laptop này cực kỳ là nóng luôn, lên tới là 90 độ ở CPU. Và khi đó thì tất nhiên rồi, chiếc cảm hình của chúng ta sẽ bị gọi là thermal throttling và giảm mức xung xuống chỉ còn trên 1700 thôi. Điều này thì đã khiến cho cái mức chênh lệch giữa hiệu năng của laptop và desktop cao hơn một tẹo là 15%. Nhưng tất cả mọi thứ đã dừng đến đây rồi. Anh em, tất cả những tựa game còn lại mà mình test thì anh em có thể để ý là nó không thể nào sử dụng đến 100% cạp màn hình của chiếc máy tính laptop chúng ta. Đó. Và cái điều này có rất là nhiều các nguyên nhân về các yếu tố. Có thể là do BIOS của chiếc laptop này, có thể là do phần mềm mà Lenovo đã cài này, có thể là do cả cái Windows 11 mà chiếc laptop này đã cài nữa. Bởi vì mình đã làm rất là nhiều tất cả mọi thứ để có thể tối ưu 100% cái hiệu năng của chiếc laptop này nhá. Mình đã bật tắt cái mắc switch này, mình đã cắm sạc này, và chỉ còn cách cuối cùng chính là cài lại Windows thôi. Nhưng mà bản thân mình đã không cài lại. Tại sao? Nhất là chiếc laptop này thì mình mượn của hãng. Thứ hai là nếu mà anh em là một người dùng bình thường đúng không? Mình không nghĩ rằng là anh em sẽ mua một chiếc laptop mới về và cài lại cái hệ điều hành của nó để có khả năng bị mất bảo hành. Nên là mình đã không cài anh em nhé. Và với những cái kết hợp như thế, những cái sự kiện như thế thì chúng ta sẽ đạt được những cái sự chênh lệch cực kỳ là cao cấp luôn, cực kỳ là khủng giữa laptop và desktop. Với tựa game Far Cry 5 thì là 48%, với tựa game GTA 5 thì là 63%, còn với cả Valorant thì ui dồi ôi, 95% lận. Thực sự đến đây thì mình không biết là đổ lỗi tại game hay là đổ lỗi tại máy nữa, tại vì cái tựa game Valorant thì sử dụng một cái engine Unreal Engine ấy, thì ui dồi ôi, nói chung là đến đây thì chúng ta có thể thấy được cái sự vượt bậc của chiếc desktop. Nó không phải chỉ về cái sự chênh lệch về hiệu năng giữa cảm hình mà nó còn liên quan tới đó chính là hệ thống tản nhiệt này, bởi vì chiếc laptop nhá nóng tương đối hơn so với cả chiếc máy tính bàn kia. Thứ hai nữa đó chính là cái sự linh hoạt, sự tự chủ về cái phần mềm và cái hệ điều hành mà anh em cài. Anh có thể lựa chọn Windows 7, Windows 10, Windows 11 hay nhiều khi còn cả Linux nếu mà anh em muốn. Đó là cái ưu thế của chiếc desktop chúng ta.
Vậy thì game đủ rồi đúng không ạ? Hãy chuyển sang làm việc đi. Thì bên làm việc với bộ đôi Premiere Pro và Photoshop thì Premiere Pro đã thể hiện ra cái sự yếu đuối của chiếc laptop này khi mà chiếc laptop thua đến tận là 55%, còn với Photoshop thì đỡ hơn một chút, chỉ là 25% thôi. Nhưng với Blender, cái sự chênh lệch ý, nó chỉ khoảng tầm 12-16% so với cả BMW và cả Classroom nữa khi mà so sánh giữa laptop và desktop. Còn với Cinebench thì anh em có thể thấy được rằng cái sức mạnh thuần của Ryzen 5 5600H trên laptop cũng khá là ngang kèo với cả chiếc desktop khi mà nó chỉ thua 10% cả single core và multi core. Và cùng thì sẽ có một vài những cái tình huống lạ kỳ ở đây. Thì với chiếc laptop của chúng ta lại sẽ được giải nén nhanh hơn tương đối khoảng tầm 25% so với cả desktop. Còn khi mà chúng ta test V-Ray đúng không? CPU thì thua, đúng rồi đấy. Nhưng mà GPU thì lại thắng cơ, thắng khoảng tầm 15% so với cả desktop, chiếc laptop thắng ấy. Thì có thể lý do tại vì là 3060 phiên bản Mobi, phiên bản laptop ấy, nó có cái shading unit cao hơn một chút so với cả desktop, cho nên là đã tạo nên sự chiến thắng đó. Vậy thì tổng hợp lại, chúng ta có thể thấy được rằng là khi mà so sánh với cả cái hiệu năng chơi game ý, thì chiếc laptop đã thua với cả desktop là 45%, còn với hiệu năng làm việc thì chiếc laptop chỉ thua khoảng tầm 12% thôi. Rồi, nhưng mà bây giờ một câu hỏi nữa, đó chính là giá tiền thì sao? Chiếc laptop này, một chiếc laptop cực kỳ là tuyệt vời như này, có mức giá là 32.999.000, còn chiếc máy tính bảng mà mình đang build ở đây có mức giá là 43.500.000 cơ, chính xác hơn là 43.639.000. Đó, thế nên là một cái sự chênh lệch khoảng tầm 32% cơ. Bây giờ nếu mà suy xét lại thì bỏ ra 32% để nhận lại được là 45% hiệu năng chơi game, nghe có vẻ cũng đáng nhỉ. Nhưng mà anh em phải suy nghĩ nhá, bởi vì một chiếc desktop ý, anh em mua một chiếc máy tính bàn là coi như là anh bó buộc với cả cái bàn của mình, cái ghế của mình và ngồi yên một chỗ. Trừ khi anh em try hard như mình ý, là anh em tháo hết tất cả bộ phận ra, đút vào trong cặp, xong rồi đem đến trường, đến lớp, đem đi chơi. Đấy, đấy là try hard như thế. Còn nếu không thì anh em sẽ bị bó buộc vào chiếc bàn của mình. Còn với laptop thì chúng ta sẽ được một cái gọi là một cái túi riêng, một cái bộ phận riêng, một cái cụm riêng. Anh em có thể đem đi khắp nơi này, đi học này, đi trường này, đến văn phòng này, đến cà phê này, và có thể sử dụng làm việc, chơi game thoải mái ở những khu vực đó mà không cần phải quá lo lắng về việc là gọi là phải quá là nặng nề hay là gì cả. Đó là cái điều mà anh em cần phải quyết định, cần phải lựa chọn liệu rằng anh em có thực sự cần cái sự di chuyển của laptop không, hay là anh em đang chỉ cần cái hiệu năng chơi game tuyệt vời nhất thì desktop sẽ là cái lựa chọn hoàn hảo nhất. Rồi, nếu mà anh em hứng thú với những cái sản phẩm đấy thì mình sẽ để đường link ở dưới mô tả anh em nhé. Còn nếu mà anh em cảm thấy rằng là video này hay và hấp dẫn ấy, thì hãy bấm like và subscribe nhé. Và đặc biệt hãy subscribe, bởi vì trong video tiếp theo mình sẽ thử build một bộ PC với mức giá ngang tiền với cả cái laptop này, tức là 33 triệu, và xem mức hiệu năng nó có ngang bằng với nhau không nhá. Rồi, chào anh em nha.